Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, xin giới thiệu với quý vị và các bạn bài viết của Thu Hà với tựa đề Cựu Bí thư Thành Hồ vô sản lưu manh. Lê Thanh Hải sinh năm 1950, xuất thân từ ấp Điều Hòa, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, Mỹ Tho, nay là tỉnh Tiền Giang. 53 tuổi, một chữ bẻ đôi không có, cậu bé gốc Hòa tên Lê Thanh Hải lang thang lần mò lên Sài Gòn kiếm sống. Một lão Hàn Gò người Tàu ở quận 5 thương tình cho phụ việc và dạy cho Lê Thành Hải nghề thợ Hàn. Khi quân lực Hoa Kỳ đổ bộ vào miền Nam Việt Nam để kìm chân Trung Cộng và ngăn chặn Cộng sản Bắc Việt Nam tiến, những thằng bé vô học, du thủ, du thực như Lê Thành Hải được lực lượng Cộng sản nằm vùng lôi kéo vào đội quân có tên Biệt Động Thành. Nhiệm vụ chính được giao là ném lựu đạn giết chết lính Mỹ và binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa, ám sát các thành phần trí thức, viên, chức vụ phụ và nền của nền đệ nhị Cộng Hòa. Cứ giết được nhiều người thì sẽ được phong là dũng sĩ, tàn sát càng nhiều người gây kinh hoàng ghê sợ vang dội khắp miền Nam, những người lập được chiến công đó sẽ được phong anh hùng. Máu của dân miền Nam và của lính Sài Gòn đã được những kẻ như Lê Thanh Hải đổi thành những tấm huy chương đỏ rực gắn trên ngực áo sau này. Khái niệm vô sản lưu manh do các Marx và Friedrich Engels đặt ra đầu tiên trong quyển Ý thức hệ Đức, xuất bản năm 1845. Hai ông Marx và Engels đã dùng nguyên văn là Lumpen Lotaret, trong đó có Lumpen có nghĩa là rẻ lau, rẻ rách, còn Proletariat là giai cấp vô sản, có nghĩa là vô sản khố rách áo ôm, gọi tắt là vô sản khố rách, mà Trung Quốc cũng dịch tương tự thành lưu manh vô sản giai cấp. Và Lê Thanh Hải đã sớm ghi tên mình vào danh sách vô sản lưu manh như thế. Là một con người cơ hội, năm 1980, Lê Thanh Hải cậy nhờ mai mối tiếp cận tán tỉnh Trương Thị Hiền, em gái của Trương Mỹ Lệ, khi đó là bí thư thành đoàn. Hiền là con gái của bà Sáu Hòa, là một chùm Biệt Động Thành Trương Thị Hiền, được cả Nguyễn Văn Linh và Võ Văn Đình Kiệt nhận làm con nuôi. Vì thế từ khi cưới được Trương Thị Hiền, Lê Thanh Hải lên như diều gặp gió. Tháng 5 năm 2001, dựa vào thế lực của chị vợ Trương Mỹ Hoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Lê Thanh Hải ép được Võ Viết Thanh về hưu sớm và giành được chiếc ghế Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Từ đây, Lê Thanh Hải, tức Hải Nhật, đã từ từ leo lên đỉnh cao quyền lực. Ngồi ghế Chủ tịch thành phố, Lê Thanh Hải ép các cấp phó như Nguyễn Thiện Nhân, Mai Quốc Bình phải chuyển đi, đưa về cánh của mình như Nguyễn Thành Tài, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Văn Đua về bên mình. Cướp đất công khai, mua chức, bán chức, trù dập đối thủ, hình thành phe nhóm chính trị, đưa bà con họ hàng vào nắm hết những vị trí chủ chốt, hái ra tiền. Lê Thanh Hải trở thành lãnh chúa Thành Hồ, một chùm mafia, du côn và máu lạnh số 1 của miền Nam. Dưới thời của Lê Thanh Hải, ai đối đầu với ông ta sẽ phải trả giá vô cùng đắt. Quan chức công thần của chế độ, gia đình thương binh liệt sĩ một khi bị chính quyền của Lê Thanh Hải cướp đất, chèn ép chỉ có chấp nhận cúi đầu, nếu không muốn tán gia bại sản, thân bại danh liệt. Còn đối với dân đen, khỏi phải nói, tù tội, tra khảo, bức tử, chết đúng quy trình trong nhà tù. Dư luận xã hội chỉ biết các con của hai Nhật là Lê Trương Hải Hiếu và Lê Trương Hiền Hòa ăn chơi phóng đãng, bắt phụ nữ đẻ con mà không cần cưới, cướp vợ người ta, phá nát hạnh phúc gia đình họ, chứ không biết rằng cha chúng cũng là tay háo sắc, bậc thầy. Lê Thanh Hải từng cặp bồ với Đào Thị Hương Lan, sinh ngày 20 tháng 10 năm 1960, quê ở xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, nay là phường 8, thành phố Mỹ Tho. Sắc đẹp đã đưa Lan lọt vào mắt xanh của Hải khi đã là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Lê Thanh Hải đưa Lan về làm chuyên viên văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2002 đến năm 2004. Tháng 8 năm 2004, Hải Nhật cho Lan về lại Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh và nhanh chóng nắm giữ các chức vụ trưởng phòng ngân sách, phó giám đốc. Chưa hết, Hải Nhật cơ cấu Lan vào thành ủy viên, đại biểu Hội đồng Nhân dân, rồi giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh đến hai nhiệm kỳ. Năm 2007, khi đã là bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Lê Thanh Hải chỉ đạo thành lập ban chỉ đạo sắp xếp lại xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, gọi tắt là Ban chỉ đạo 09.
Ban chỉ đạo 09 gồm ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố làm trưởng ban. Ban chỉ đạo 09 gồm 2 tiểu ban, 10 thành viên. Tiểu ban xử lý sắp xếp nhà đất các cơ quan đơn vị trung ương và tiểu ban xử lý sắp xếp nhà đất các cơ quan đơn vị thành phố, quận, huyện, phường, xã. Tất nhiên, người tình Đào Thị Hương Lan ngồi ghế phó ban 09. Suốt những năm Lan làm giám đốc Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh kiêm phó ban chỉ đạo 09, nhiều công sản đã bốc hơi một cách ngoạn mục. Trong vụ án Vũ Nhôm phù phép chiếm hữu khu đất vàng 15 Thi Sách và cựu phó chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Tín bị khởi tố, Lan cũng là đối tượng cho liên quan. Với chức trách được giao, Lan đã tiếp tay để khu đất vàng 15 Thi Sách lọt vào túi Vũ Nhôm một cách dễ dàng. Lan cũng dính líu trực tiếp đến vụ khu đất vàng 185 Hai Bà Trưng do Dương Thị Bạch Diệp thu tóm. Nắm tài chính toàn bộ thành phố, Đào Thị Hương Lan là tay hòm chìa khóa giúp cho Lê Thanh Hải yên tâm hút máu nhân dân, rút ruột hết ngân sách. Hàng trăm công sản dự án lọt vào tay các nhóm lợi ích trong nước, dòng họ của Lê Thanh Hải và cả đại gia nước ngoài như tập đoàn Vạn Thịnh Phát của Trương Mỹ Lan, tỷ phú người Trung Quốc. Hai nhiệt bật đèn xanh cho Lan góp vốn với Lê Thị Thanh Thúy, tức Hà Sen, chủ đầu tư khu đất 8 và 12 Lê Duẩn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh để thu tóm khu đất 8 và 12 Lê Duẩn, quận 1. Cứ vậy, hàng chục ngàn, thậm chí hàng trăm ngàn tỷ tiền công sản đã cuốn theo chiều gió cùng với cặp tình nhân Nhật và Hương Lan. Năm 2018, Vũ Nhôm út chọc bị bắt giam, Nguyễn Thành Tài bị khởi tố, thấy động Lê Thanh Hải vẽ cho Đào Thị Hương Lan sang Mỹ chữa bệnh, nhưng thật ra là cao chạy xa bay. Từ Mỹ, Lan đào thoát sang Canada. Ngày 18 tháng 1 năm 2019, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố Lan về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, theo quy định tại khoản 3 điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015. Tuy nhiên, đến khi cơ quan điều tra ra quyết định bắt tạm giam 4 tháng thì Lan đã không có mặt tại nhà riêng số 601L, đường 15, phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh từ lâu rồi. Riêng bản thân của Lê Thanh Hải, dấu ấn lớn nhất cũng là tội ác trời không dung, đất không tha. Đó là ông ta đã tùy tiện hô biến 160 hectare đất tái định cư, không thực hiện đúng chỉ đạo tái định cư phải sát hoặc liền kề khu trung tâm của Thủ tướng Chính phủ tại quyết định số 367 năm 1996. Điều này đã gây phẫn nộ cho người dân bị giải tỏa bởi họ phải hy sinh nhà và đất để làm dự án, trong khi không được hưởng bất kỳ lợi ích nào mà dự án mang lại như chủ trương nhân văn ban đầu của Thủ tướng Võ Văn Kiệt ra quyết định số 367. Nghiêm trọng hơn, chỉ đạo của Lê Thanh Hải còn dẫn đến việc thu hồi đất tràn lan của người dân của các nơi khác như khu Nam Rạch Chiếc, khu Thạnh Mỹ Lợi để phục vụ tái định cư cho dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm, dù chẳng có quyết định nào từ chính phủ cho phép thành phố Hồ Chí Minh làm việc này. Máu dân đã đổ oan khiên ngút trời, nỗi đau chất chồng ở Thủ Thiêm là bản cáo trạng đanh thép dành cho tay vô sản lưu manh Lê Thanh Hải. Từ một khu tái định cư 160 hectare tập trung ở cạnh khu trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm và Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã hô biến thành 6 địa điểm đẩy người dân bị giải tỏa đi xa, trong khi đó có những nơi cách trung tâm khu đô thị mới Thủ Thiêm gần 15 km như phường Thạnh Mỹ Lợi, phường Cát Lái, tại 3 phường Bình Khánh, An Phú, An Khánh gần trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh không giải quyết tái định cư bằng nền đất mà cho xây hàng loạt chung cư cao tầng với quy mô 12.500 căn hộ. Như vậy 160 hectare đất tiếp giáp khu trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm lẽ ra bố trí tái định cư cho người dân, băng nhóm của Lê Thanh Hải đã xẻ thịt phân lô, giao cho con em mình kinh doanh bất động sản trục lợi, giao cho các đại gia làm dự án thương mại, đổi lấy hạ tầng kiểu cho không biếu không, dành cho các đệ tử của Trần Đại Quang như Khoa Khan, Trần Đăng Khoa, Vũ Nhôm, Trần Bá Dương. Có người đặt câu hỏi nguồn gốc hoa của Lê Thanh Hải. Nếu như cụ nội của Hoàng Trung Hải, cựu bí thư thành ủy Hà Nội tên là Hoàng Mậu, dân tộc Hán, quê ở gốc ở huyện Long Khê, phủ Trương Thâu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, chạy sang Việt Nam năm 1907, lúc đầu ở Hải Phòng, sau đó di cư về làng Đồng Sơn, xã Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, thì tổ tiên của Lê Thanh Hải đến Việt Nam sớm hơn. Tháng 2 năm Kỷ Mùi
1679 do chống đối nhà Thanh Trung Quốc, các viên tướng nhà Minh ở Quảng Đông đã tới Việt Nam gồm Tổng binh trấn thủ Long Môn Dương Ngạn Địch, có Phó tướng Huỳnh Tấn Phù tá, Tổng binh Trần Thượng Xuyên tự Thắng Tài có Phó tướng Trần An Bình giúp sức. Họ mang 3.000 binh sĩ cùng thân nhân và 50 chiến thuyền đổ bộ vào cửa biển Đà Nẵng xin tị nạn chính trị. Chúa Nguyễn Phúc Tần, tức Chúa Hiền, 1648-1687 rất khó xử vì ngại triều đình nhà Thanh. Cuối cùng Chúa quyết định cho họ xuôi về phương Nam định cư. Trong sách Gia Định Thành Thông Chí chép cụ thể, đối với nhóm người Hoa do Trần Thượng Xuyên chỉ huy, Chúa Nguyễn cho họ tiến vào cửa biển Cần Giờ rồi lên định cư ở Bàn Lân, xứ Đồng Nai và lập ra Nông Nại Đại Phố. Còn nhóm của Dương Ngạn Địch thì tiến vào cửa Lôi Lạp, Xoài Rạp, theo cửa Đại, cửa Tiểu đến định cư ở Mỹ Tho. Trong đoàn quân của Dương Ngạn Địch có một cận thần họ Lã quê Quảng Đông. Lê Thanh Hải là dòng máu trực hệ của họ Lã, sau gọi Trạch đi vì nhiều mục đích thành họ Lê. Trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, sau Lê Thanh Hải, Hoàng Trung Hải là nhân vật gốc Hoa thứ hai đặt chân vào Bộ Chính trị, cơ quan tối cao quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nói dông dài như thế để hiểu vì sao Lê Thanh Hải lại ưu ái trong sử dụng cán bộ và làm ăn với người gốc Hoa. Các đồ đệ thân tín của Lê Thanh Hải như Tất Thành Cang, Tề Chí Dũng, Trần Phú Lữ đều gốc Hoa. Tất Thành Cang sinh năm 1971 được Lê Thanh Hải, tức Hải Nhật, tin cẩn đưa vào thành ủy làm bí thư kiêm chủ tịch ủy ban dân quận 2 Thủ Thiêm. Sau Cang được rút về làm phó chủ tịch thành phố, nhưng trước khi nghỉ hưu, Hải Nhật cơ cấu Tất Thành Cang vào thành ủy viên trung ương, phó bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Cang cũng chính là cỗ máy hái ra tiền cho gia tộc Lê Thanh Hải. Trần Phú Lữ gốc Hoa sinh năm 1977 gọi Hải Nhật bằng cậu. Tháng 12 năm 2004, ở tuổi 27, Lữ làm phó giám đốc công ty đầu tư xây dựng Thanh Niên Xung Phong Sinco, phụ trách chỉ đạo trực tiếp mảng kế hoạch, mảng đầu tư, dự án đầu tư kinh doanh bất động sản và dự án phát triển sản xuất kinh doanh. Trần Phú Lữ chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý phòng đầu tư, phòng kế hoạch, ban quản lý dự án Sinco, ban quản lý dự án Thạch Mỹ Lợi, 174 hectare quận 2, trung tâm thương mại và căn hộ Sinco, quản lý dự án trung tâm giao dịch thương mại siêu thị ngành vải sợi, dệt may và căn hộ 06 hectare ở quận 5 thành phố Hồ Chí Minh. Rồi 4 năm sau, tháng 4 năm 2014, ở tuổi 37, Lữ trở thành chỉ huy trưởng lực lượng Thanh niên xung phong thành phố Hồ Chí Minh thay cho người cậu Lê Tấn Hùng. Trần Phú Lữ cũng là cổ đông của thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư khu đô thị mới Sài Gòn, Sài Gòn NIC, hiện là cổ đông lớn nhất và là duy nhất của ngân hàng thương mại cổ phần bản Việt, Việt Capital Bank, với tỷ lệ sở hữu là 13,6%. Đầu năm 2017, ở tuổi 40, Trần Phú Lữ được phê chuẩn chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Bình Chánh, là một trong những chủ tịch quận trẻ của thành phố Hồ Chí Minh. Tề Chí Dũng sinh năm 1981, con ông Tề Văn Thắng và bà Yên Thị Ngọc Quế, cặp vợ chồng gốc Hoa tư sản, là bạn thân thâm giao của Hải Nhật từ khi ông còn là bí thư quận ủy quận 5. Năm 22 tuổi, Dũng là sếp của công ty dầu khí thành phố Hồ Chí Minh. Khi tuổi 25, Dũng được bác Hải Nhật cho đi học tiến sĩ ở Úc theo đề án đào tạo bằng ngân sách của thành phố. Rồi 26 tuổi, Dũng ngồi vào ghế trưởng phòng tài chính tổng công ty Bến Thành. Đến năm 30 tuổi, Dũng lên làm tổng giám đốc công ty. Ở tuổi 34, Tề Chí Dũng làm tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển công nghiệp Tận Thuận IPC, trực thuộc Ủy ban dân thành Hồ, được quản lý vốn lên đến 30.000 tỷ. Chỉ đơn cử đôi chút về con đường hoạn lộ thanh thang của Dũng do nhờ quen thân với Hải Nhật chứ chẳng có tài cán gì. Vượt lên tất cả các cận thần, Võ Văn Thưởng mới chính là quân bài số 1 của Lê Thanh Hải. Tháng 3 năm 2014, khi Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực sắp nghỉ hưu, Bộ Chính trị đã ra quyết định luân chuyển Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn phòng Chính phủ về làm Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Vấp phải phản ứng dữ dội từ phe nhóm của Lê Thanh Hải, để dung hòa, Trung ương đành phải để cho Nguyễn Khắc Định ở nguyên vị trí. Nhờ đó, Võ Văn Thưởng mới từ Bí thư Quảng Ngãi quay về làm Phó Bí thư Thường trực thay thế ông Đua. Chiều ngày 5 tháng 2 năm 2016, Bộ Chính trị công bố quyết định phân công ông Đinh La Thăng làm Bí thư Thành ủy,
Võ Văn Thưởng thôi tham gia Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, giữ chức trưởng ban tuyên giáo Trung ương. Lê Thanh Hải nước mắt lã chã vì bị hụt hẫng. Võ Văn Thưởng sinh năm 1970 tại Hải Dương, khác với mọi đồn đoán, Thưởng thật ra không có huyết thống gì với Võ Văn Kiệt. Bố Thưởng chỉ là bạn của Võ Văn Kiệt, vì vậy ông Kiệt nhận làm bố đỡ đầu cho Võ Văn Thưởng. Khi Hai Nhật vào Bộ Chính trị khóa 10 và 11 ngồi chắc hai nhiệm kỳ Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, thì Võ Văn Thưởng cũng lần lượt vào Ủy viên Dự khuyết rồi Ủy viên Trung ương với chức vụ Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn. Trục, Ba Dũng, Hai Nhật, Võ Văn Thưởng chúng tôi sẽ đề cập sau khi có dịp. Lê Thanh Hải đặt quân bài Võ Văn Thưởng trong canh bạc tranh giành quyền lực ở Thành phố Hồ Chí Minh. Hải kỳ vọng Thưởng sẽ giành chức bí thư thành ủy nhằm bảo đảm hoạn lộ cho thế hệ F1 cũng như an toàn cho gia tộc lãnh chúa Thành Hồ Lê Thanh Hải. Võ Văn Thưởng chính là người đề xuất ban bí thư ra quyết định trong tháng 5 năm 2016 chỉ định Thái tử Lê Trương Hải Hiếu tham gia ban chấp hành thành ủy. Dù trước đó Hiếu đã bị out trong bầu chọn tại Đại hội Đảng thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2015-2020, trước đó không lâu hồi tháng 12 năm 2015. Chân ước chân giáo về Thành Hồ làm phó bí thư thường trực, Võ Văn Thưởng đã chỉ định giao đất vàng số 130 Hàm Nghi, quận Nhất cho có diện tích lên đến 1.338m2 cho Vũ Nhôm, như trong kết luận số 318 KLTU ngày 14 tháng 7 năm 2015 của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Thưởng cũng chính là người gắn kết như môi với răng với Tất Thành Cang, giúp đỡ Cang tiến thân. Sai phạm tày đình nhưng Tất Thành Cang chỉ bị Bộ Chính trị lột ghế Ủy viên Trung ương, không phế bỏ thành ủy viên, không xử lý hình sự, cũng nhờ Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng. Trong thông cáo phát đi hôm 5 tháng 3 năm 2020, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2010-2015. Cá nhân ông Lê Thanh Hải, ông Lê Hoàng Quân và bà Nguyễn Thị Hồng mà không thấy có tên của Võ Văn Thưởng. Theo văn bản hướng dẫn thực hiện quyết định số 07/QĐ-ITVK ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm có nêu. Nếu tổ chức đảng bị xử lý kỷ luật, những đảng viên trong tổ chức đảng đó không bị kỷ luật về cá nhân thì vẫn được xem xét thực hiện công tác cán bộ theo quy định. Như vậy, đường công danh thăng tiến của Võ Văn Thưởng trong kỳ đại hội 13 khai mạc vào đầu năm 2021 sẽ còn rộng mở. Em trai của Hải là Lê Tấn Hùng bị khởi tố tống giam, lần lượt các đàn em cũng vướng vào vòng lao lý. Tất Thành Cang bị kỷ luật, Nguyễn Hữu Tín đánh án 7 năm tù, Nguyễn Thành Tài bị bắt giam, Tề Chí Dũng, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển công nghiệp Tân Thuận IPC cũng bị khởi tố, bắt tạm giam với tội danh tham mô tài sản và vi phạm quy định quản lý sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí. Bản thân lãnh chúa Lê Thanh Hải hô mưa gọi gió suốt 20 năm ở Thành Hồ cũng bị đề nghị xem xét kỷ luật. Vòng tay đang siết chặt dần với Lê Thanh Hải, liệu ông ta sẽ xoay sở ra sao? Lê Thanh Hải có 20 năm cai trị người dân Thành Hồ với bàn tay sắt, hai nhiệm kỳ chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, hai nhiệm kỳ bí thư thành ủy. Dòng máu Trung Hoa cường quyền và lạnh lùng như băng giá luôn chảy trong người của Hải Nhật. Ông ta mặc xác sự kêu gào đau đớn của người dân khi bị cướp đất, cướp nhà, gánh chịu hà hiếp bất công. Ông chỉ biết gia tộc của mình và gia tộc bên vợ vinh thân phì gia là đủ. Vơ vét dầu nứt, đố đổ vách nhưng Hải Nhật sống rất dơ. Nhà thơ Đỗ Trung Quân kể lại trên Facebook cá nhân của anh như sau. Năm 2004, một thi sĩ trong phong trào thanh niên xung phong qua đời, Lê Thanh Hải lúc này là Ủy viên Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đến viếng, đánh bóng tên tuổi thôi. Gặp một phụ nữ thanh niên xung phong nghèo, quen biết từ thuở ông còn làm chỉ huy trưởng lực lượng này cũng đến viếng. Hai Nhật ghé tai nhỏ, anh hai không có tiền mặt, cô bỏ bì thư cho anh mượn. Lưu manh đến thế là cùng. Nếu như năm xưa Trương Mỹ Hoa trên cương vị Phó Chủ tịch nước luôn miệng mị dân sống gương mẫu vì nhân dân, thì hôm nay thằng em rể Lê Thanh Hải cũng chờ chén bịp bợm khi rao giảng đạo đức và hô hào học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Sáng ngày 29 tháng 6 năm 2019, Hải Nhật được mời đọc tham luận khai mạc tại Hội thảo khoa học về 50 năm Đảng bộ thành phố thực hiện di chúc của Hồ Chí Minh do Thành ủy tổ chức. Lê Thanh Hải cho rằng một bộ phận cán bộ đảng viên dao động về phẩm chất chính trị, sa sút về phẩm chất đạo đức,
nhận thức sâu sắc nhưng tham nhũng suy thoái vẫn còn. Điều nhục nhã là chỉ một tuần sau ngày phát biểu ấy, hôm 6 tháng 7 năm 2019, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bắt tạm giam Lê Tấn Hùng, tổng giám đốc Sacri là em trai của Lê Thanh Hải về tội danh tham ô và vi phạm quản lý sử dụng tài sản nhà nước. Sau đó công an di lý Hùng về thẳng Hà Nội. Tuy vậy, thế hệ F1 của Hai Nhật vẫn ổn. Trưởng Nam Lê Trương Hải Hiếu, tay phóng đãng có hạng ở Thành Hồ, vẫn giữ được ghế ủy viên, đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân thành phố, chủ tịch quận 12. Thứ Nam là Lê Trương Hiền Hòa dù cướp vợ người, chuyên sơi các cô có danh hiệu sắc đẹp và phụ nữ đã có chồng, vẫn là đảng viên xuất sắc ngồi ghế giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch thành phố Hồ Chí Minh. Phu nhân Trương Thị Hiền bị điều tra liên quan đến dự án xây dựng học viện cán bộ thành phố được khai thác trên diện tích hơn 7,1 hectare tại đường Chu Văn An, quận Bình Thạnh với tổng mức đầu tư 850 tỷ đồng, hơn 36 triệu đô la, giờ cũng đã an toàn. Ngoài Võ Văn Thưởng và Tất Thành Cang ra, các đại đồ đệ phải kể đến. Thứ nhất, cận thần số 1 của Hai Nhật đó là Lê Hoàng Quân, tức Hai Quân. Hai Quân sinh năm 1953 tại Bình Dương nhưng quê gốc ở Quảng Bình. Họ Nguyễn di cư vào Nam, họ Lê là do Hai Quân lấy theo họ mẹ. Hơn 10 năm làm chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Hai Quân cùng với Hai Nhật trở thành những tên du côn khét tiếng trong việc cướp bóc của dân, bòn rút ngân sách quốc gia. Thế hệ F1 của Hai Quân được bố cho vào ngành công an. Lê Hoàng Ngân, con trai của Hai Quân, sinh năm 1982, đeo lon trung tá. Năm 2015, Lê Hoàng Ngân từ trưởng phòng tổ chức cán bộ trường Đại học An ninh được bổ nhiệm làm phó giám đốc công an tỉnh Đồng Nai, nơi có chú ruột Lê Hồng Phương làm phó bí thư thường trực tỉnh ủy. Tháng 2 năm 2020, Lê Hoàng Ngân được điều động bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng trường Đại học An ninh. Cận thần số 2 của Nguyễn Văn Đua, một lưu manh vô sản đích thực. Đua cả gan dám vô hiệu hóa quyết định của Thủ tướng Võ Văn Kiệt trong phê duyệt dự án Thủ Thiêm, giả vờ đánh mất bản đồ 1/5000 cùng với Hai Nhật, hô biến diện tích ranh giới đất đai nhằm bỏ túi vàng và đô la, sống phè phỡn trên xương máu và nước mắt của đồng bào Thủ Thiêm. F1 của Nguyễn Văn Đua là Nguyễn Việt Quế Sơn, sinh năm 1984. Bố Đua sắm cho con trai không thiếu bằng cấp gì, thạc sĩ kinh tế, thương mại, cử nhân địa chất, cử nhân chính trị chuyên ngành công tác tổ chức, cao cấp lý luận chính trị. Bố ban cho con trai giữ chức vụ phó bí thư thường trực thành đoàn, phó bí thư thành đoàn, chủ tịch hội sinh viên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban tổ chức thành đoàn. Tháng 10 năm 2019, Nguyễn Việt Quế Sơn được bổ sung bổ nhiệm làm phó bí thư quận ủy quận Tân Bình. Thứ ba, cận thần thứ ba của cựu phó chủ tịch thành phố Nguyễn Thành Tài, tức Tư Huy. Tư Huy nổi tiếng trong giới quan trường về khoản gái gú. Khi mới nhậm chức, phó chủ tịch thành phố đã sơi một nữ phó văn phòng ủy ban ngay trong phòng làm việc. Vợ phục kích tung cửa đánh ghen dầm trời. Năm 2012, Tư Huy dính bê bối khi cặp bồ với một MC xinh đẹp của đài truyền hình thành phố. Cô ấy dính thai, ông ta sắp xếp cho cô ra nước ngoài sinh con. Mấy năm sau, Tư Huy lại mặn nồng với Lê Thị Thanh Thúy, tức Hà Sen, giám đốc công ty Hoa Tháng Năm, tiền cướp được của dân, chàng đầu tư hùn vốn cho nàng làm dự án. Chưa hết, chàng ngạo mạn đem hàng loạt công sản dâng vô điều kiện cho nàng, để rồi hôm nay cả hai đều bị tống giam. Thêm một cận thần khác là cựu phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân Nguyễn Hữu Tín, hiện đang ngồi gỡ từng ngày cho xong 7 cuốn lịch vì lỡ làm đệ tử tin cậy của Trần Đại Quang, dính tội giao hàng loạt đất vàng cho Vũ Nhôm. Nguyễn Hữu Tín bị bắt chiều ngày 19 tháng 11 năm 2018, thì 10 giờ sáng ngày 21 tháng 11 năm 2018, ông Trần Đại Quang vỡ mạch máu não rồi đi thăm Mark Lenin luôn. Ngày 27 tháng 12 năm 2018, báo Người Tiêu Dùng đăng bài có tựa đề "Nhiều cấp dưới bị bắt giam và kỷ luật. Bao giờ ông Lê Thanh Hải và Lê Hoàng Quân vào lò?" của hai tác giả Thiện Hiếu và Minh Nguyễn. Bài chỉ xuất hiện chưa đầy 24 tiếng đồng hồ nhưng đã bị gỡ bỏ khỏi trang mạng. Nội dung bài báo cho rằng ít nhất đến lúc này, ông Lê Hoàng Quân, nhất là ông Lê Thanh Hải, đã có dấu hiệu của việc thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và cố ý làm trái gây thiệt hại hết sức nghiêm trọng. Tất nhiên, với quyền lực trưởng ban tuyên giáo Trung ương, Võ Văn Thưởng đã ra tay với những ai dám xúc phạm Hai Nhật Lê Thanh Hải.
Báo người tiêu dùng bị rút giấy phép đình bản 3 tháng, bị phạt 62 triệu đồng và phải đăng công khai cải chính xin lỗi Lê Thanh Hải và Lê Hoàng Quân. Chưa dừng lại ở đó, tại các hội nghị tổng kết báo chí thưởng răn đe các phóng viên tòa soạn không tùy tiện quy kết, xúc phạm cá nhân và tham gia dùng báo chí đấu đá nội bộ, cho đó là những phóng viên IS, phóng viên đếm tầng. Sau này thưởng còn chỉ đạo báo chí hạn chế đưa thông tin về Thủ Thiêm, cấm khoét sâu khai thác sai phạm của Lê Tấn Hùng và gia tộc Lê Thanh Hải. Những ngày nóng bỏng ở Thành Hồ khi Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào cuộc, hàng loạt đồ đệ của Lê Thanh Hải bị tra tay vào còng. Lúc này, Lê Thanh Hải đổ lỗi cho Nguyễn Thiện Nhân và bộ sậu khóa mới của Thành ủy. Nguyễn Thiện Nhân sinh năm 1953 là con trai của bác sĩ quân y Nguyễn Thiện Thành, 1919-2013. Ông Nhân được ông Tư Sang rút về Ủy ban dân thành phố từ Đại học Bách khoa thành phố vào năm 2001. Năm 2006, tại Đại hội 10, ông vào Ủy viên Trung ương nắm Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân. Chịu không nổi sự ganh ghét đố kỵ của Hai Nhật, lúc này đã là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, ông Nhân lại phải xin ra đi, chuyển về Trung ương. Trải qua chức vụ ngày 10 tháng 5 năm 2017, ông Nhân được phân công trở về mái nhà xưa làm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thay cho Đinh La Thăng đã bị tống giam. Hai Nhật cho rằng bộ sậu của ông Nhân khóa này đã lục lọi phanh phui những sai phạm của Ban Thường vụ khóa trước rồi kiến nghị xử lý dẫn đến cán bộ khóa trước bị kỷ luật khởi tố. Trong phát biểu bế mạc hội nghị lần thứ 32 Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa 10 diễn ra chiều ngày 2 tháng 10 năm 2019, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân phải phân bua rằng không có chuyện khóa mới xới ra cho khóa cũ bị kỷ luật. Mọi thanh tra điều tra khởi tố là do Trung ương tiến hành làm, họ không báo cho Thành ủy. Thông cáo của kỳ họp 43 phát đi hôm ngày 5 tháng 3 năm 2020, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị kỷ luật tổ chức và cá nhân liên quan trong thực thi dự án đầu tư khu đô thị mới Thủ Thiêm. Sai phạm được cho là gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thiệt hại lớn tiền và tài sản của nhà nước, ảnh hưởng xấu đến phát triển kinh tế xã hội và đời sống của một bộ phận nhân dân thành phố, gây bức xúc trong xã hội. Dù Bộ Chính trị chưa họp và công bố mức kỷ luật, nhưng giới am hiểu chính trị bàn luận mức kỷ luật cao nhất dành cho Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010-2015 sẽ chỉ là cảnh cáo. Để xoa dịu dân chúng Thủ Thiêm và cũng để làm vừa lòng các nguyên lão đảng viên, lão thành cách mạng ở Thành Hồ, có khả năng Bộ Chính trị sẽ quyết định cách chức cựu Bí thư Thành ủy thành phố, cách chức cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2010-2015 của hai ông Lê Thanh Hải và Lê Hoàng Quân. Nhưng cho dù có tống giam hay thậm chí là bắn họ, nhân dân Thủ Thiêm cũng đã mất tất cả, oan khiên không ai bù đắp. Nhân dân dù lúc nào cũng là người chịu thiệt thòi nhất trong những chính sách điên rồ và vĩ cuồng của chúng. Máu dân đã đổ, giang can tan nát, vết thương đau xé trên thịt da và trong tim của họ sẽ vĩnh viễn không ai có thể bù đắp và làm lành được. Tóm lại, các vô sản lưu manh Thành Hồ đã không từ bất cứ mưu mô thủ đoạn gì từ phe nhóm chính trị để loại bỏ đối thủ đến ra sức bóp méo văn bản pháp quy đủ trò dối trá nhằm cướp đất giao cho các công ty bất động sản để chia nhau hàng trăm tỷ đồng siêu lợi nhuận. Tiền mà nhóm lợi ích này kiếm được còn dễ hơn mafia buôn ma túy, thuốc phiện. Từ sự việc điều chỉnh quy hoạch Thủ Thiêm đẩy hàng ngàn hộ dân bị thu hồi đất oan ức, đền bù với giá rẻ mạt siêu lợi nhuận lọt vào tay bọn cướp đất, hàng trăm dân oan mất đất, mất nhà dìu dắt nhau ra trụ sở tiếp công dân của Đảng và Nhà nước ở Hà Nội khiếu kiện kêu oan, đến việc nhóm lợi ích vun vén cho gia đình, vợ con, nhân tình, gia tộc sống trong những biệt thự hàng trăm tỷ, chất đầy vàng son nhung lụa. Người dân đã bị chúng dồn đến đường cùng phải làm thân trâu ngựa cho chúng cưỡi, nhưng bọn chúng vẫn chưa chịu buông, lưỡi dao đồ tể xuống và thay vào đó những tên vô sản lưu manh còn ăn cướp những thành quả lao động của nhân dân làm công trạng cho chúng. Dưới thời vô sản lưu manh cai trị trong hệ thống công chức Đảng và Nhà nước, dân nghèo hoàn toàn không có cửa. Hãy nghe ông Đặng Thuần Phong, Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội nói với báo Tuổi Trẻ. Bây giờ người ta nói rất nhiều tình trạng nhất hậu duệ, nhì quan hệ, ba tiền tệ, thứ tư mới đến trí tuệ.
Thậm chí bây giờ cái trí tuệ còn tụt xuống hàng thứ 5, thứ 6 rồi, sau yếu tố đồ tệ, đồ đệ, rồi còn có cả người thân của đệ. Như vậy công bằng xã hội còn đâu, con em những người khác làm gì có cơ hội. Lối hành xử du côn dối trá mị dân cùng những giọt nước mắt giả tạo rơi ra từ hốc mắt hùng bạo của loài mãnh thú đã phá hoại nền tảng đạo đức căn bản vốn đang tồn tại mong manh giữa xã hội hiện nay. Câu hỏi căm phẫn được đặt ra, thể chế chính trị đã sinh ra bọn vô sản lưu manh, côn đồ hay bọn lưu manh du thử du thực đã nhảy lên ngồi ghế lãnh đạo tạo nên một thể chế côn đồ như hiện nay. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Và đừng quên bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.